Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sôi động làng hoa ngày giáp Tết tại các xã thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Mô hình trồng cây trạch tả cho thu nhập cao tại xã Triệu Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình kiểm soát khống chế dịch lở mồm long móng trên đàn lợn, không để lây lan rộng ra các địa bàn khác. Hàng nghìn hộ dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bị cắt nước sạch do đường ống bị phá hoại. Công an tỉnh Hải Dương bắt vụ trộn lưu huỳnh vào giếng xay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại khu trung tâm trồng hoa, hai xã Phụng Công và Xuân Quan của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã khá sôi động. Lượng khách đến tham quan chiêm ngưỡng và tìm mua khá đông. Nơi đây đã và đang thực sự trở thành trung tâm cung cấp hoa, cây cảnh của khu vực. Từ vài ngày nay, trên khắp các cánh đồng trồng hoa cây cảnh ở Văn Giang đã rất đông vui nhộn nhịp. Trung bình mỗi ngày có tới hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng, tìm mua. Thời điểm này, các lái buôn cũng đang tất bật vận chuyển, mang đi nơi khác tiêu thụ. Các nhà vườn cho biết, khách mua nhiều nhất là các loại cây hoa như trà, hải đường, các loại hoa lan và nhất là hoa hồng. Giá bán năm nay ổn định, tương đương năm ngoái. Trung bình hoa lan có giá 160-180.000 đồng một giỏ, từ 700.000 đồng đến vài triệu đồng một cây trà. Cây hải đường, riêng hoa hồng có giá từ vài trăm nghìn đồng đến cả chục triệu đồng, tùy theo tùy loại và từng cây. Ngoài hàng trăm hộ trồng sản xuất hoa thì còn có nhiều doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đứng ra tiêu thụ các mặt hàng hoa cây cảnh sản xuất tại địa phương, đồng thời nhập thêm nhiều chủng loại hoa từ các địa phương khác, thậm chí cả hoa từ nước ngoài nhằm đa dạng hóa mẫu mã phục vụ nhu cầu của khách hàng. Nơi đây thực sự trở thành trung tâm phân phối hoa cho khu vực miền Bắc. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ giúp người nông dân thay đổi tập quán canh tác, tạo ra sản phẩm. Nghị định số 109 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ có những quy định cụ thể về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn truy xuất, nguồn gốc kinh doanh và những chính sách hỗ trợ cụ thể, tạo động lực để nông dân tích cực sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Nông nghiệp hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe của chính người sản xuất và người tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp. Người sản xuất không sử dụng các chất hóa học gây nguy hại đến sức khỏe, nhất là các loại thuốc phòng trừ dịch hại hóa học, kháng sinh và các chất kích thích sinh trưởng. Điều đó đồng nghĩa với sản xuất nông nghiệp tạo ra những nông sản sạch để cung ứng cho người tiêu dùng. Đó là lý do sau một thời gian dài sử dụng phân bón hóa học trong sản xuất cho tiện lợi, đến nay nhiều nông dân đã quay trở lại sử dụng phân hữu cơ, từng bước thay đổi tập quán sản xuất truyền thống sang sản xuất hữu cơ. Thường là nhân dân chúng tôi là trồng là một sào cho khoảng 3 tạ phân ruộng, phân hữu cơ đấy, phân ruộng và 25 cân NPK. Và đồng thời là kết hợp thêm một bao lân spe phosphate, hoặc là cũng có người thì người ta dùng một sào là khoảng độ tầm 2-3 bao phân hữu cơ vi sinh. Không, nói chung là giá dùng cái phân chuồng với phân NPK thì cái sâu bệnh nó cũng sẽ giảm đi. Một cái cây khi nó bén lên rễ nó thì nó rất là tốt, mà tốt là tốt bền. Những chuyển đổi ban đầu từ sử dụng phân bón hóa học không cân đối sang sử dụng phân hữu cơ và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định là tiền đề đầu tiên cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển nhằm nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ sức khỏe con người. Với mong muốn làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, anh Phạm Văn Cường ở xóm 15 xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã mạnh dạn đấu thầu gần 6 hectare ruộng trũng cây lúa kém hiệu quả để trồng cây trạch tả phát triển kinh tế. Một năm nay, anh Phạm Văn Cường ở xóm 15 xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng cải tạo gần 6 hectare ruộng trũng cây lúa kém hiệu quả để trồng cây dược liệu trạch tả theo công thức xen canh một vụ lúa cá. Từ tháng 2 đến tháng 8, một vụ trồng cây dược liệu trạch tả từ tháng 8 đến tháng 1. Đến nay, anh Cường đã thu hoạch vụ trạch tả đầu tiên. Nhận thấy cây dược liệu này có thể trồng được trên đồng đất của địa phương. Sau vụ thu hoạch đầu tiên, anh Cường quyết định đầu tư 50 triệu đồng để lắp đặt dàn sấy công nghiệp phục vụ cho việc sấy củ trạch tả và các loại nông sản khác. Với giá bán từ 38.000 đồng đến 40.000 đồng 1 kg củ trạch tả khô, dự kiến vụ đầu tiên, anh Cường sẽ thu được hơn 400 triệu đồng. Ngoài việc tạo ra nguồn thu nhập cao cho gia đình, anh Cường còn tạo việc làm cho 17 lao động theo thời vụ từ tháng 8 đến tháng 1 với mức thu nhập bình quân mỗi lao động
từ 3,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng một tháng. Cái hiệu quả kinh tế là nó, cái trước mắt là nó hơn lúa, hơn trồng lúa. Mà hơn cái nhất là hơn về năng suất cũng như là về cái chân ruộng không trồng lúa thì trồng cây này là trồng được. Và cái thứ hai là cây này trồng trái vụ, tận dụng được những bà con nông nhàn. Nước không có cần việc làm trong cái thời gian nông nhàn này thì tận dụng được nhân công. Là nó hạn chế được cái chi phí và thu nhập nó sẽ ổn định hơn. Hiện nay anh Cường đang từng bước xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu cho cây trạch tà để hướng đến xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi bền vững. Năm nay là năm đầu tiên mà công ty cho anh Cường lên là trồng cây trạch tà. Nhìn chung mà nói là nó rất hợp với đồng đất xã Trực Đạo. Về cái năng suất ấy, thì nhìn chung là cũng đạt 100 triệu trên hecta năm. Nhìn chung mà nói là trước hết nó tạo được công ăn việc làm cho một số cái hộ mà không đi làm được các cái khu công nghiệp. Mà hướng tới thì anh em tôi cũng đang xây dựng một cái khu trang trại như thế này nữa ở trên cái khu khu Hoàng Cật. Và nhìn chung cũng đã và đang triển khai cũng như mô hình như này. Cho nên là cái đánh giá là về cái kết quả nhìn chung mà nói là đạt rất cao. Hy vọng rằng dự định xây dựng chỉ dẫn địa lý cho cây trạch tả của anh Phạm Văn Cường và hợp tác xã liên kết sản xuất cây dược liệu của một số hộ nông dân tại xã Trực Đạo, huyện Trường Ninh sớm thành công và việc nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu trạch tả sẽ là một trong những giải pháp tốt để xã Trực Đạo giải quyết vấn đề nông dân bỏ ruộng hoang ở những chân ruộng xấu, nâng cao giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích đất canh tác. Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã công bố dịch lở mồm long móng trên đàn lợn tại xóm 4, xã Tân Thành để khẩn trương kiểm soát, khống chế dịch bệnh, không để xảy ra trên diện rộng, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Điểm dịch bệnh lở mồm long móng được phát hiện tại trang trại nuôi lợn với hơn 500 con của gia đình anh Trần Văn Khoa ở xóm 4, xã Tân Thành. Ngay sau khi xác định được dịch bệnh, chính quyền địa phương đã cùng với gia đình tiến hành tiêu hủy 110 con lợn bị bệnh với tổng trọng lượng 2.862 kg thịt. Số lượng lợn còn lại của gia đình anh Khoa cùng các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã đều được tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh. Việc rắc vôi phun thuốc để tiêu độc khử trùng nơi có mầm bệnh và môi trường xung quanh cũng được tiến hành thường xuyên với tần suất 1 tuần 2 lần tại điểm có dịch, 1 tuần 1 lần tại các vùng xung quanh điểm dịch. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng tiến hành tuyên truyền cho nhân dân trên đài truyền thanh để không vận chuyển, mua bán gia súc ra vào nơi có dịch, nghiêm cấm việc giết mổ, tiêu thụ gia súc bị bệnh. Tại xã Tân Thành, lực lượng chức năng cũng đã lập 3 chốt kiểm dịch, đảm bảo có người trực 24 trên 24 giờ, ngăn cấm việc đưa gia súc ra ngoài vùng dịch. Thưa quý vị và các bạn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là địa phương đã nhường tới 90% diện tích đất nông nghiệp cho phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ. Bà con nơi đây cũng có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển dịch vụ thương mại, nâng cao thu nhập về đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng thiết chế văn hóa khang trang, ghi nhận tại xã Đại Đồng. Vốn ở địa phương thuần nông, năm 2003, khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn hoàn thành đã lấy đi hơn 100 ha đất nông nghiệp. Tiếp đến năm 2007, khu công nghiệp V-Ship ra đời, địa phương tiếp tục dành hơn 300 ha đất nông nghiệp nhường chỗ cho phát triển công nghiệp. Chủ trương phát triển công nghiệp của Bắc Ninh đã tạo cho địa phương này sức sống mới. Đất nông nghiệp nhường chỗ cho phát triển công nghiệp, bà con địa phương cũng được chuyển đổi thành nghề. Hiện tại với khoảng 10.000 công nhân đến thuê trọ trên địa bàn xã đã tạo cơ hội cho bà con phát triển mạnh các ngành nghề thương mại dịch vụ nhà trọ. Toàn xã hiện có 1.655 hộ sản xuất công nghiệp, xây dựng dịch vụ chiếm gần 60% tổng số hộ trong xã, gần 900 hộ xây nhà trọ cho thuê với hơn 6.000 phòng. Doanh thu từ dịch vụ nhà trọ đạt trên 5 tỷ đồng mỗi tháng. Mỗi năm doanh thu từ phát triển dịch vụ thương mại lên đến gần 300 tỷ đồng, nâng mức thu nhập bình quân đầu người ở địa phương này lên 46 triệu đồng một năm vào năm 2018. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Cùng với việc xây dựng nông thôn mới, các xã trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã giữ gìn và cải tạo cảnh quan được nhiều ao làng.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ý thức được việc tạo cảnh quan nông thôn, huyện Yên Mỹ đã có chủ trương giữ gìn và cải tạo hơn 100 ao hồ đầm với tổng diện tích gần 370.000 m², tập trung ở các xã Trung Hòa, Giai Phạm, Hoàn Long và Lý Thường Kiệt. Trong đó hơn 70 ao hồ đầm có chức năng điều hòa nguồn nước, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Đến nay, huyện Yên Mỹ đã cải tạo được 50 ao làng, nhiều ao làng được nạo vét, kè bê tông, hệ thống nước thải có đường thoát riêng, bờ ao được trồng hoa cây cảnh, trên bờ có ghế đá do người dân tự nguyện đóng góp để hóng mát, tạo cảnh quan đẹp cho làng quê. Trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động có tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ gần 11 tỷ đồng. Có 51 người hiến giác mạc và là đơn vị đi đầu trong cả nước về phong trào hiến giác mạc. Năm qua, công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo đã đạt được kết quả tích cực. Gần 14.000 lượt đối tượng trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ giúp đỡ thông qua các hình thức như tặng quà, trao học bổng, xây nhà, chữ thập đỏ. Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa được quan tâm, đã trồng mới 15 hectare rừng ngập mặn trị giá trên 1,3 tỷ đồng, tổ chức 23 buổi hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được trên 6.200 đơn vị máu. Có trên 300 người hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho 600 người. Đặc biệt, Ninh Bình có 2 người hiến mô tạng để duy trì sự sống cho 12 người. 10 năm qua đã trợ giúp cho gần 200 em học sinh nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng, xây mới được 69 nhà chữ thập đỏ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều đoạn đường ống cấp nước sinh hoạt của nhà máy nước sạch Toàn Thịnh qua địa bàn xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bị hư hại do rỉ nước rất lớn. Hàng nghìn hộ dân của 6 xã thuộc dự án đã bị ngừng cấp nước sạch. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc. Qua kiểm tra nhà máy của chúng tôi thì chúng tôi mới phát hiện được là có khoảng từ 400 đến 500 mét đường ống đã bị chặt chém, phá hoại và nó có rất nhiều cái vết mà phun nước ra. Đó là lý lẽ và nhận định của đại diện nhà máy nước Toàn Thịnh khi hàng trăm mét đường ống cấp nước của nhà máy này bị hư hại, gây rò rỉ nước. Tuy nhiên, về phía các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đây chỉ là một trong số những nguyên nhân gây nên tình trạng rò rỉ nước trên đường ống. Cái nguyên nhân rò rỉ đường ống nước của nhà máy nước Toàn Thịnh ấy, thì nó nguyên nhân là do người dân người ta vô tình làm thủng là cũng có, rồi là có thể là người kẻ xấu, rồi người nghịch ngợm nó làm thủng cũng có, nhưng cái việc mà nó nhiều cái vết là nó thủng là do nguyên nhân là chúng tôi không xác định được, bởi vì là khả năng là do đường ống tự nổ bơm căng, rồi qua quá trình là phơi mưa phơi nắng thời gian sử dụng nó tự nổ nó cũng có. Trên thực tế, việc hư hại đường ống cấp nước này chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân của xã Thái Thành và Thái Thuần. Tuy nhiên, cho đến nay, nhân dân của cả 6 xã trong dự án đều bị nhà máy nước Toàn Thịnh ngừng cung cấp nước sinh hoạt. Điều đáng nói là việc ngừng cấp nước cho nhân dân 6 xã này đã được nhà máy nước Toàn Thịnh thông báo từ trước khi sự việc hư hại đường ống cấp nước bị phát hiện. Lý do được nhà máy này đưa ra là nhà máy mất cân đối về tài chính, dẫn đến không có kinh phí để mua sắm các chất xử lý, khử trùng và thanh toán các công nợ khác. Hàng nghìn hộ dân của 6 xã thuộc dự án đang rất khó khăn trong sinh hoạt khi bị ngừng cấp nước sạch như thế này. 98% nhân dân dùng nước sạch mà cắt như thế này là bà con đập hết bể đi rồi, rất là khó khăn. Từ giờ đến Tết mà không có nước thì không biết dùng bằng cái gì. Đây cũng là mong mỏi của hàng nghìn hộ dân 6 xã của huyện Thái Thụy. Nguyên nhân dẫn đến đường ống nước bị hư hại cần có kết luận chính thức của ngành chức năng. Tuy nhiên, điều cần ngay đó là giải pháp để hàng nghìn hộ dân sớm có nước sinh hoạt để sử dụng khi mà Tết đến, xuân về. Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm phế thải rắn ra các tuyến đường ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên lại tiếp tục tái diễn. Gần đây nhất trên tuyến đường DH12B thuộc địa bàn thôn Ngải Dương, xã Đình Tù, chỉ trong một đêm đã có hàng chục xe phế thải được đổ ra sát mép đường gây cản trở giao thông. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại vào ngày 18 tháng 1 vừa qua trên tuyến đường DH12B đoạn qua thôn Ngải Dương, xã Đình Tù. Thoạt nhìn chúng ta nghĩ rằng đây là những đống đất dùng để san lấp, nhưng không phải.
mà là bột đá được vận chuyển từ nơi khác, đổ trộm ra đây. Việc đổ trộm đất đá phế thải ra đường không phải hiện tượng mới. Chỉ có điều tình trạng vi phạm này ngày càng nghiêm trọng với mật độ ngày càng dày hơn. Được biết, trong năm 2018, Công an huyện Văn Lâm đã bắt quả tang và xử lý 12 trường hợp đổ trộm đất đá phế thải ra đường và các khu vực thùng vũng. Hiện nay, các đối tượng thường lợi dụng những nơi thùng vũng để đổ trộm phế thải công nghiệp. Do đó, để ngăn chặn tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm phế thải ra đường. Thực hiện chỉ thị số 08 ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở Công Thương tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhân dân, đón Tết đầy đủ, chu đáo, an toàn. Theo tổng hợp ban đầu của Sở Công Thương tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn đã dự trữ một số mặt hàng thiết yếu gồm 700 tấn gạo tẻ, 500 tấn gạo tám, 300 tấn gạo nếp, 100.000 thùng mì tôm, 30 tấn thịt lợn, 20 tấn thịt bò, từ 600 đến 800 tấn dầu ăn, 2 triệu bao thuốc lá các loại, 1.000 tấn bánh kẹo, 600 tấn đường, 400.000 thùng bia, 120.000 chai rượu, 10 tấn chè, 100 tấn thủy hải sản. Giá trị hàng hóa các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phục vụ thị trường Tết ước khoảng 3.000 tỷ đồng. Cùng với việc chỉ đạo chủ động chuẩn bị và dự trữ nguồn hàng, Sở Công Thương phối hợp với các cấp ngành, Ủy ban Nhân dân, các huyện, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác ổn định giá cả, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chỉ còn 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thời điểm này, các cửa hàng siêu thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã chuẩn bị một lượng lớn hàng hóa để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân. Các mặt hàng mang thương hiệu Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã chuẩn bị một lượng hàng hóa lớn để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Hàng hóa cũng đã được bày bán phong phú để người dân đến tham quan và lựa chọn. Năm nay, thị trường hàng hóa đa dạng về chủng loại, bắt mắt về hình thức, mẫu mã, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết. Trong đó, được bày bán và tiêu thụ nhiều nhất vẫn là các mặt hàng bánh kẹo, mứt, lương thực thực phẩm, nông sản. Ngoài ra, các mặt hàng thời trang như quần áo, giày dép cũng được các siêu thị, cửa hàng chuẩn bị đầy đủ với nhiều mẫu mã, kiểu dáng để người dân có thể lựa chọn theo nhu cầu. Tết năm nay, hàng hóa mang thương hiệu Việt tiếp tục lên ngôi, chiếm lĩnh thị trường vì giá thành, chất lượng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người dân, các doanh nghiệp đại lý, siêu thị, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn thực hiện chương trình bình ổn giá kèm theo các chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm kích cầu người tiêu dùng. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công an xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, bắt quả tang một cơ sở sản xuất riêng tay của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Linh sinh năm 1970 và chồng là Nguyễn Văn Khánh sinh năm 1966 ở xóm Đồng Neo, thôn Tập Thượng, sử dụng lưu huỳnh hay còn gọi là diêm sinh có màu vàng, không có hóa đơn xuất xứ để trộn vào củ tiềng đã được xay nhỏ. Tại cơ sở này, lực lượng chức năng đã phát hiện 400 kg củ tiềng đã rửa sạch và đang ủ lưu huỳnh. 400 kg giềng thành phẩm đã xay nhỏ và được trộn bột màu vàng. Chủ cơ sở khai nhận sản xuất giềng xay để bán tại chợ Hội Đô, thành phố Hải Dương. Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật và gửi mẫu đi phân tích tại Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và pháo, tăng cường công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ là yêu cầu của huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đối với các ban ngành địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Huyện Kiến Sương đã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Các thành viên được phân công chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tuyên truyền, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm, phát huy hơn nữa vai trò của các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ,
Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, chủ động xóa các điểm đen về tai nạn giao thông và kiên quyết xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.